À, dạ em xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là phiên lan rừng tối ngày 17 tháng 2 năm 2020 nha mọi người. Đấy. Thì nhưng mà khi thôi, hàng ngày lúc nào thì em quay bán lúc đó. Thì sau công tác chuẩn bị em đã chia ra từng phần một cho mọi người dễ mua và dễ sưu tầm. Thì ngày hôm nay là phải được cũng được khá khá các loại lan nha mọi người. Nhất là hồng hoàng lưỡi hổ nha mọi người. Đấy. Hai kiếm bành nà và các phần trên đó là các phần kiều, hài táo, vu nữ rừng, chuỗi ngọc rừng, địa lan kiếm tứ thời xích ngọc nha mọi người, đấy, trúc lan, đấy. Thì như một khi thôi, trước khi vào quay cụ thể từng phần một cho mọi người xem thì em giới thiệu kênh của em. Kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2 nha mọi người, số điện thoại liên hệ là 070 611 5694. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại này nha. Trường hợp là do tính chất có một số điện thoại bán hàng nên những lúc mọi người gọi không được thì mọi người vui lòng nhắn tin cho em nha mọi người. Đấy. Em sẽ trả lời tin nhắn cho mọi người trong thời gian sớm nhất thôi. Đấy. À, đây là kiếm hồng hoàng lưỡi hổ này, đây là khu vực kiếm bành nà, lan kiếm tứ thời, chuỗi ngọc rừng, trúc lan, vũ nữ rừng, hài táo, kiều nha mọi người. Đấy. Rồi em sẽ quay từ trên xuống dưới cho mọi người dễ xem nha mọi người. Đấy. Rồi, đầu tiên là một cái về kiều vung nha mọi người. Đấy. Đây nó mọc ở dưới một cái trạng cây, cành cây hay là gốc cây gì đó rất là to. Thì ngoài tự nhiên thì nó mọc như thế này nha mọi người. Đây, nguyên về kiều vung nha mọi người. Đấy. Và đặc biệt là mùa này thì kiều nó đang ra nụ và ra hoa nha mọi người. Đấy. Rồi đây là nguyên về kiều vung thứ nhất. Đấy. Rồi, dây kiều này em bán với giá là 350.000 nha mọi người. Đấy. Kiều vung thì một trong những loại kiều được khách ở chung rất là nhiều. Đấy. Rồi, tiếp theo là phần số 2. Hai cái dây kiều nha mọi người. Đấy. Đây là dây thứ nhất này. Đó, cùng các thân. Tiếp theo là kiều số 2 này. Đấy. Này đã ra hoa và cũng gần tàn rồi nha mọi người. Đấy. Rồi, đó là hai dây kiều rất là đẹp nha mọi người, 350.000 trên hai dây như thế này nha mọi người, hai dây kiều vung, 350.000, đấy, cái vòi bông nó rất là dài nha mọi người, đấy. Đây, vòi bông nó rất là dài. Rồi tiếp theo, 250.000 trên cái phần kiều vung này nha mọi người, đấy, ba phần kiều thôi, đây là dây đầu tiên này, đấy. Đây là kiều vung tôm hàng bốc rừng nha mọi người, rất là đẹp luôn, đấy. Ba dây này. 4 dây nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 dây. Rồi, phần kiều vung này 8 dây nha mọi người, mới giá là 250.000. Rồi, tiếp theo phần số 4, kiều cam nha mọi người. Kiều này, kiều giống như kiều mỡ gà nha mọi người. Đây cái bắp mỡ của nó đang bắp này nha mọi người đấy. Đây hàng nguyên về này. Rồi về thứ nhất này, tiếp theo là về số 2 nha mọi người. Đấy, hai về 250 nha mọi người. Đấy, 250.000 cho hai cái về này kiều này. Đấy. Cái này người địa phương người ta nói là kiều mỡ gà. Rồi tiếp theo. Về kiều này, đây về kiều đầu tiên này. Của phần số 3, số 5. Đấy, này có các cây ở trên rừng nhưng mà. Rồi, tiếp theo dây kiều số 2 này. Đấy, nó mọc cái thế xỏ ra. Xỏ ra hai bên nha mọi người. Rồi, hai trăm rưỡi cho hai cái dây kiều này nha mọi người. Rồi, 250.000 cho cái phần kiều này, số 5. Tiếp theo, kiều phần số 6, 250.000 nha mọi người. Đấy. Đây, đây là dây kiều đầu tiên này. Đấy. Này là già này là mới ra này. Đấy. Kiều thì một trong những loại lan được khách ơi trùng rất là nhiều nha mọi người. Đây, phần kiều về kiều số 2 này, của phần số 6. Đấy, là 250 nha mọi người. Đấy. Rồi. Rồi tiếp theo, lấy phần kiều số 7 250.000 nha mọi người. Đấy. Còn có rất nhiều này, đây là về đầu tiên này. Về này đang có nụ hoa luôn nha mọi người. Đấy. Đây là về đầu tiên này. Tiếp theo là về
số 2 này. Đấy. Này đang đang nụ luôn. Rồi tiếp theo là số 3 này. Đấy, số 3 đây nha. Rồi, 250.000 cho cái gì phần kiểu số 7 nha mọi người. Tiếp theo phần số 8 cũng 250.000 này. Đây là gì kiểu thứ nhất này. Tiếp theo về kiểu số 2. Tiếp theo về số 3. Tiếp theo về số 4. Đấy. Nó hoa bình thường nha mọi người. Tiếp theo là về số 5. Tiếp theo là về số 6. Rồi, tiếp theo là về số 7 nha mọi người. Đấy. 7 về 250 nha mọi người. Đấy. Đó là phần kiều số 9 này. 250.000 cho cái hai cái nguyên bản này. Đây là nguyên bản đầu tiên này. Đấy. Rồi, tiếp theo là nguyên bản số 2 nha mọi người. Đấy. Rồi, 250.000 cho cái phần nguyên bản số 9 nha mọi người. Đấy. Đó là 9 phần kiều nha mọi người. Rồi tiếp theo phần số 10 là phần hai táo nha mọi người. Đấy, hai táo là 100.000 trên một phần. Gồm có từ 15 cây trở lên nha mọi người. Nhưng một phần như thế này thì gồm có 15 cây trở lên. Đấy. Mùa này thì hai táo đang có nụ nha mọi người. Hai thì cái bông búp khá là to mà nở giống như một chiếc giày. Đó. Nên người ta gọi là hai. Một số cái thì cũng đã nở rồi nha mọi người. Nở và tàn rồi. Đấy. Hoa của hai táo cũng rất là đẹp nha mọi người. À, một phần như thế này gồm có 15 cây, 100.000 nha mọi người. 100 cây như thế này. Rồi. Đó, 15 cây nha mọi người. Đấy, hôm nay mọi người về trồng vào chậu thì nó sẽ mùa này mùa khô thì nhìn lan nó không được ấy lắm nha mọi người. Đấy. Nên mọi người về trồng chăm sóc thì lá nó sẽ căng ra, này hiện tượng thiếu nước. Nhưng mà gửi đi là nó khô thì nó tốt nha mọi người. Đấy. Nhưng mà gửi mà nó ẩm ướt thì nó dễ bị thối, là mà nó sẽ hư. Khô thì nó không sao chứ ướt thì nó sẽ thối cây. Đấy. Rồi, hai táo 100.000 để một phần như thế này nha mọi người. Phần nào cũng giống nhau hết rồi. Đấy. À, 15 cây trở lên nha mọi người. À, có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 phần hai táo nha mọi người. Là mỗi phần 100.000. Đấy. Rồi tiếp theo những phần số 11. Lan phụ nữ và lan đây len hay là kim điệp đỏ nha. 150.000 trên cái này là vũ nữ rừng nha mọi người. Đấy. Đang vũ nữ rừng. Đây này là nguyên về. Rồi tiếp theo là một về lăng đây người ta gọi kim điệp đỏ mà làm gì không? Lăng len hay sao? Đấy. Rồi đó là phần số 11. 150 cho hai cái về này nha mọi người. Rồi tiếp theo 12 là vũ nữ nha mọi người. 50.000 để một bụi, cũng có 5 bụi. Đây, bụi như thế này là 50.000 nha mọi người. Đấy, này là lan vũ nữ rừng nha mọi người. Đây, về 50.000. Đây mình bán cho mọi người sưu tầm thêm. Đó, những cái cây thì cũng rất là đẹp nha mọi người. Đây. Rồi, tiếp theo là đây. Đây mọi người thấy nó lên những cái búp non rất là đẹp nha mọi người. Đây. Đây, những cái búp non rất là đẹp. Này. Rồi, 50.000 trên một về phụ nữ này nha mọi người. Rồi tiếp theo lấy 13 phụ nữ phần 50.000 trên một phần nha mọi người. Đấy. Rồi đây 1 này 2 này từ 2 đến 3 bụi nha mọi người. 1 này 2 này 3. Rồi 50.000 trên một phần như thế này. Còn có rồi 50.000 50.000 nha mọi người. Rồi từ 2 đến 1 phần như thế này thì cũng có 2 hoặc 3 đến 3 bụi nha mọi người. Đấy. Rồi. Đó là phần vũ nữ rừng. Đây, nữ rừng nha mọi người. 50.000 để một phần như thế này nha mọi người. Có cây nguyên bản này. Đấy. Rồi, đó là phần vũ nữ rừng. Tiếp theo phần 14 rau rồng cũng có một về 100.000 nha mọi người. Rau rồng có rất là nhiều loại. Đây là một trong những loại rau rồng này. Loại này cũng rất là dễ sống nha mọi người. Còn có một tí vì cái này nó cũng có hoa nha mọi người. Rồi,
Loại này cũng có hoa. Rau rồng 100.000 nè, đây một chè nha mọi người. Rồi tiếp theo những phần chuỗi ngọc nha mọi người. Chuỗi ngọc rừng 150.000 hai cái dề này nha mọi người. Hàng này là hàng nguyên dề. Này người ta người địa phương gọi là chuỗi ngọc rừng. Chuỗi ngọc rừng nha mọi người. Tên của nó như là thạch học á. Hoa rất là đẹp mọi người. Đây, hai dề là 150. Này hàng nguyên dề nha mọi người. Đấy, mọi người mua cái này về làm được hai chậu to và chắc luôn. Đó. Rồi, chuỗi ngọc rừng 150.000. Tiếp theo, đánh nhớ chuỗi ngọc 16, chuỗi ngọc rừng 100.000 trên một dề. Đó, dề này là dề 100 nha mọi người. Rồi, 100.000 trên một dề chuỗi ngọc rừng này. Rồi, tiếp theo, là đánh nhớ phần 17, chuỗi ngọc rừng 100.000 trên 13 bó nha mọi người. Đấy. Đây, bó đầu tiên này. Một phần như thế này gồm có 3 bó như thế này nha mọi người. Đấy, 3 bó thì người về trồng được có thể được 2 chậu. Đấy. Rồi. 17 100.000 3 bó nha mọi người. Có 3 phần. Đấy. 1 2 3. Rồi. Tiếp theo ngày hôm nay thì phần 18 trúc lan nha mọi người. Đấy, trúc lan. Và 100.000 trên 3 bó nha mọi người. Đấy. Rồi, một bó như thế này là ba bó như thế này là 100.000 nha mọi người. Hoa trúc lan đây mọi người, hoa trúc lan này. Nó đẹp nha mọi người. Rồi. 100.000 trên ba bó trúc lan này nha mọi người. Cái dòng này thì trồng rất là khỏe, rễ nó rất là ok. Đặc biệt là ngắm những cái cây con lên này, cái con lên rất là đẹp. Dòng trúc, dòng tre nó rất là khỏe nha mọi người. Đây, ngắm những cây con mọc lên như thế này rất là đẹp. Rồi, trúc lan 100.000 ba bó nha mọi người. Đấy. Rồi. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay là đến phần số 19 nha mọi người. Phần số 19. Kiếm xích ngọc nha mọi người, 400.000 cho cái bụi kiếm này. Đấy. Đây, một nguyên bụi kiếm to và khủng như thế này nha mọi người. Đấy. Này. Đây là hàng nguyên bụi nguyên dề nha mọi người. Đấy. Xích ngọc thì hoa rất đẹp nha mọi người. Đấy. Mọi người thấy ra hoa đây, những mắt hoa đây. Rất là say hoa nha mọi người. Đấy. Đây là kiếm xích ngọc, là một loại kiếm hoa rất là đẹp. Tuyệt vời. Rồi, 400.000 cho cái dề kiếm xích ngọc này nha mọi người. Đấy. Một loại lăng kiếm rất là sưu tầm. Tiếp theo là phần số 20. Địa lăng kiếm tứ thời nha mọi người. Đấy. Có hai phần thôi. Mỗi phần là 100.000. Đấy. Đây, tứ thời này, hoa tứ thời cũng rất là đẹp nha mọi người. Đây, một phần như thế này cũng có 3 cái bó như thế này. Đây, phần này cũng có 2 bó nha mọi người. Hoa tứ thời cũng rất là đẹp nha mọi người. Bồi hoa cũng rất là xuất sắc. Đây, phần này 3 bó này. Đây, phần này 3 bó, một phần 3 bó nha mọi người. Phần này cũng 3 bó. Rồi, đó là địa lăng kiếm tứ thời nha mọi người. Đấy. Một loại lan rất là đẹp, 100.000 trên một phần nha mọi người. Đó là phần số 20. Đó, 20 là để đăng kém tới thời. Để đăng kém tới thời nha mọi người. Rồi, tiếp theo phần 21, 22, 23, 24, 25 là kiếm banana nha mọi người. Đấy. Hôm nay cũng rất là ít thôi. Đó, mọi người nhanh tay thì mọi người mua. Đấy, một loại kiếm là rất là hoa rất đẹp, hoa cực kỳ to luôn nha mọi người. Đấy. Rồi. Cái dề kiếm đầu tiên 21 800.000 cho cái bụi lớn kiếm banana này nha mọi người. Đấy, hàng này là hàng bếp luôn, khủng luôn. Mình thấy nó mặt rất là đẹp luôn. Đấy, tròn đều. Đó, một người sưu tập một cái dề kiếm banana thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Đây, cái đồ hoa của kiếm mùa này là kiếm banana đang nụ này. Đó, mọi người thấy cái hoa của nó rất là to. Cực kỳ đẹp luôn đó. Rồi 800.000 cho cái dề kiếm banana này nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là số 10, số 22, 600.000 cho cái bộ kiếm này. Đấy. Đây. Rất là nhiều luôn nha mọi người. Đấy. Rất là nhiều dề luôn. Đó, rất là trồng đẹp. Rồi. Dề kiếm này 600.000 nha mọi người. Cái này là chưa ra hoa nha mọi người. Đấy, chưa lên hoa. Đó, rồi 600.000 đây một bụi kiếm banana này nha mọi người. Hàng này là hàng 600. Tiếp theo
là hàng 450 nha mọi người. 450 trên một bụi. Đó, gồm có hai bụi nha mọi người. Đây là 450. Đấy, cái này là nụ hoa của nó đây. Đó, này là đang nụ hoa này. Đó, đây là dễ 450 này. Đây là dễ 450 luôn này. Đó. Đồng giá nha mọi người, là hai bụi là 900 đó. Đấy, một bụi 450. 450 450. Rồi. Tiếp theo, cái dây kiếm này là 350.000. Đó, đây cũng một dây kiếm. Một bụi này cũng có 2 4 5 5 5 tép luôn nha mọi người. Đấy, mọi người có thể về tách ra còn không để nguyên trọng như thế này. Đấy, rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó, cái này đang có một cái nụ lên nha mọi người. Rồi, 350.000 cho cái dây kiếm banana này. Rồi, tiếp theo là phần kiếm banana phần 350.000 trên một phần như thế này nha mọi người. Hàng này là hàng rời về. Một về này. 2 dê này, 3 dê này, 4 này, 5 này, 6 này, đó là 6 6 dê 350.000 nha mọi người. Đấy, rồi tiếp theo là từ phần 26 trở đi là kiếm hồng hoàng nha mọi người, 26, 27, 28, 29, 4 phần thôi. Đấy, nói với 4 phần thôi. Đấy. Rồi, phần 26 hồng hoàng lửa hổ 400.000 trên một bụi nha mọi người. Đấy, một bụi, đây gồm có hai bụi. Đây hoa của hồng hoàng lửa hổ đây mà người thấy không, hoa khá là to và đẹp nha mọi người. Đấy, hoa khá là to và đẹp. Này là đang nụ nở bung chưa hết, còn này là hoa đã nở rồi nha mọi người. Đấy, người thấy không, hoa rất là đẹp luôn, cánh khá là bay luôn nha mọi người. Đấy, một lượt kiếm hồng hoàng lửa hổ rất là đẹp luôn, bụi hoa rất là sai luôn mọi người, hoa to cực kỳ. Đấy. Đấy. Rồi 400.000 cho cái bụi bằng 26, 400.000 này. Đây bụi này 400 nha mọi người. Bụi này là đang có hoa. Đấy, được hai bờ hoa luôn nha mọi người. Một vòi này, hai vòi này. Đó. Loại kiếm này khá là hiếm nha mọi người. Hiếm gặp. Đây, đây là về số 2. 400.000 nha mọi người. Là kiếm hồng hoàng lửa hổ nha. Đấy. Rồi, tiếp theo là đến phần 27. 400.000 để một phần này. Đây là một cái gì này, mọi người thấy bình thường thôi nhưng mà ra con hoa rất là to này, dài này. Đấy, khá là đẹp luôn nha mọi người. Đấy. Rồi, về một dê này. Hai dê này. Ba dê này. Đó. Này một bài hoa này đã ra rồi. Đó, 3 dề nha mọi người. 3 dề 400.000 nha. Đó, 3 dề kiếm hồng hoàng 400.000. Rồi tiếp theo một cái dề hồng hoàng lưỡi hổ 1 triệu. Bụi này bụi đẹp nha mọi người. Đấy. Mọi người thấy đẹp không? Nó xếp rất là xích nhau này. Tạo thành một cái dề rất là tròn, xoè là tròn đẹp. Đấy. Mọi người thấy không? Này là nguyên dề này, mọi người thấy xích này, không có thấy khoảng hở luôn. Đấy. Đây là kiếm hồng hoàng rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Là dề lớn. Rồi, này là đang nụ nha mọi người. Một số cái là đang nụ đó. Đang nụ chưa ra hoa nha mọi người. Mùa này thì mùa nụ của nó. Cái dề này là dề chưa ra hoa. Các nụ là nó đang ẩn ở trong nha mọi người. Đây mọi người thấy không? Đó, dày xích luôn. Đấy. Đây mọi người về làm một chậu thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Lúc ra hoa thì nó rất là mê mẩn luôn á. Rồi cái dây kiếm 28 này 1 triệu nha mọi người. Đấy. Hồng hoàng lưỡi hổ. Đấy. Rồi, về VIP. Rồi tiếp theo, phần 29 là phần cuối cùng ngày hôm nay. Cũng là kiếm hồng hoàng lưỡi hổ nha mọi người, 600.000 cho cái phần này. Đấy. Hoa này thì đang ra hoa này và đang tàn nhưng mà đó, đây cũng một vòi hoa này. Những cái gì lớn thì nó thường cho rất là nhiều vòi hoa nha mọi người. Đấy, như những cái gì như thế này là lúc ra hoa thì rất là nhiều vòi hoa luôn. Rồi, cái này là đang to và mọc lên được ba cái chỗ như thế này. Đấy. Rồi, cái này mọi người thích hợp trồng nguyên chậu lớn. Thì bữa sau là những cái từ những cái đây là nó sẽ lên những cái cây con mới nha mọi người. Đây là hàng nguyên dề.
bốn chủng luôn đó. Rồi đó là kiếm Hồng Hoàng Lũy Hổ phần số 29 là 600.000 nha mọi người, 600.000 cho cái dây kiếm này. Rồi đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại này 070 614 5694 nha mọi người. Trường hợp mọi người không đi được thì mọi người nhắn tin cho em biết nha. Đấy, do một số bán hàng nên mọi người thông cảm cho em vấn đề này. Rồi em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ cái kênh của em suốt thời gian vừa qua. Để nhận những clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc này này và bấm vào chuông thông báo để nhận tất cả các clip mới một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Đấy. Rồi một lần nữa thì em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Rồi em xin phép dừng clip tại đây. Chào tất cả mọi người nha.